45 trăm rưỡi là tên tôi hồi Tết hay năm ngoái. Thương tôi dễ sợ. 6 tháng đã trôi qua thôi ơi. Facebook thì mới làm chứ mà bây giờ từ từ coi cái đó là coi chứ là Facebook thì làm mới lợi chứ. Em xin chào cả nhà. Tối nay em lên lại cho các chị bộ mango chín tấc nha cả nhà ơi, rất là đẹp nha. Một cái này nó chỉ là cho năm thôi đó. Không có cọt vô luôn đi rồi rút. Lô này em còn size 5 cho các chị cơ mà các chị. Size 62, 63 kg đổ lên ha. 70 kg đổ về. Giúp em. Bộ mango chín tấc rất là đẹp nha cả nhà ơi. Em là 1m58, em nặng 50 kg. Em đang mặc cái này. Bộ này là size số 5 nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Giá chỉ có 95.000 một bộ thôi. Mango rất là xịn. Xin chào buổi tối cả nhà mình ạ. Mặc bộ này là mát. Ok, bộ này cho các chị đẹp nha em. Bộ vàng. Bộ này 62, 63 kg đổ lên, 70, 71 kg đổ về là các chị mặc ok ha. Em mặc là nó rộng nha mấy chị. Giải siêu đẹp luôn nha các chị. Các chị nhìn cái vải mango mà nó mướt rồi nè mấy chị. Mướt rượt luôn á. Sao nhiều kỳ vậy? Chờ em xíu nha cả nhà, sao tự nhiên như này nó. Tự nhiên là thăm thăm có ấy được chưa? Cái kia không có phần trăm nào luôn. Nó còn được có mười mấy phần trăm mà chị. 1m55 nặng 50 kg, mặt bị rộng. Chị Phương Trần ơi, mặt size số 5. Ủa rồi, mặt size số 3 thì được nha chị. Bộ dập ly em hết rồi chị ơi. Dập ly em không còn bộ nào hết trơn. Dập ly em không còn bộ nào hết. Khách nhà em lấy hết rồi. Giờ chỉ còn bộ mango. Em đang làm chín tóc. Em đang like cho mấy chị thôi. Chờ em tí xíu thôi mấy chị. Cái máy của em nó bị cái gì á. Bộ em mặc 95.000 nha. Đa phần em sẽ còn size số 5 cho các chị nha. Các chị size 3 thì chắc còn được 1-2 bộ gì hả. Các chị hồi chiều khách cũng không có xả luôn. Chiều khách nhà em cũng không có khách nào xả ra chứ. Khách chốt là khách lấy hết luôn. Tại vì đồ này là quá ấy là. Mấy chị mua gì em. Chị nào đã từng mua cái mango này nhà em rồi là chỉ có ghiền thôi mấy chị. Tại giải nó đẹp lắm. Mango số 3 thì em có mẫu khác. Có quần dài, ống nhỏ. Rồi cái máy này nó bị cái gì vậy chứ? Chế lấy cho mẹ cái máy kìa. Nó xoay tròn tròn tròn. Nó vô tròn sạc. Chứ lấy cái dây luôn á. Vậy là do cái mạng này chưa? Do hẹp, do cái phần mềm nó bị lỗi rồi. Không vô được. Không vô
nhau được làm sao mà bấm bê. Chơi chơi game giùm em. Chơi game lại. Cục này dạ đúng rồi. Chơi game vô cục đó cũng được. Chơi thấy cái nó gọi vô pin là đúng không? Rồi, rồi dạ. Giờ vô không được kìa sao like vậy. Coi để nó bị em sợ bị ẩn bình luận. Rồi. Chốt luôn nha cả nhà ơi, em like luôn nha cho nhanh, đợi cái phần mềm nó chạy lên lâu quá nó bị lỗi à. Cái chị chốt cho khách mới thì cho em số điện thoại nha các chị. Khách cũ thì ghi khách cũ thôi. Màu vàng em đang mặc chốt cho chị Nguyễn Thị Thùy Linh nha. Rồi bộ em đang mặc là size cho cái chị 62-63kg đổ lên, 70kg đổ về giúp em là mặc vừa nha các chị. Lên giúp em bộ em đang mặc là mã số 1. Chốt em bộ này là mã số 2 nha, mã số 2. Vải là siêu đẹp luôn nha cả nhà. Bộ em mặc 95.000. Chị thấy Ngọc Duyên nha, 95.000, mang gồ chín tóc nha chị. Đợt này em về size lớn cho mấy chị không à. Đợt này về đa phần là size lớn nha. Lên giúp em bộ này là mã số 2 các chị, mã số 2. Chốt em bộ này là mã số 3. Mã số 3 là bi đen nha cả nhà. Chốt em mã số 3. Không like buồn lắm chị Lê Hằng ơi. Buồn không like là mệt đó, còn like mới khỏe. Lên với em mã số 3. Chú em mã số 3 là bi đen nha cả nhà, mã số 3. Đẹp lắm luôn á, cái chị cái bi này ở ngoài cái chị mặc đẹp lắm. Bi là cái chị dễ mặc nhất ha. Bi là trẻ mình mặc cũng được, mà trung niên các cô mặc cũng ok. Rồi lên giúp em là mã số 4. 95.000 một bộ nha cái chị Mango. Mango chín tóc. Chú em bộ này mã số 4 cả nhà, mã số 4. Giá 95.000 một bộ thôi các chị. Mã số 4 là màu xanh của nó giống như màu xanh nào. Mỹ Liên mã 3 65kg. Mã 3 65kg ok chứ. Lên với em này là mã số 4 nha cả nhà, mã số 4 rất là đẹp luôn. Cái màu này là màu xanh dạng như màu xanh xanh nha, gọi là màu xanh nhạt đó mấy chị. Xanh nhạt nhạt tí xíu á, rất là đẹp luôn. Chứ đọc giúp giùm em luôn nha chứ đẹp. Nên bên em nhiều khi nó bị ẩn bình luận. Ẩn rồi này không có lên được cái bình luận luôn. Mã M2 em chốt cho chị Lợi Trường Lê ok chứ. Chị nào là khách mới lên giúp em số điện thoại nha các chị, chúc em in bill sau cho mấy chị nha. Tại cái hệ thống nó đang bị lỗi rồi, hệ thống in bill nó đang bị lỗi rồi. Mã số 4 rất là đẹp, cái chị đẹp nhà em mã số 4 nha, mã số 4. Rồi lên giúp em cái này là mã số 5, chúc em mã số 5. Chốt em mã số 5 nha, mã số 5. Mã số 5 là màu cam này rất đẹp luôn nè cả nhà. Chốt em mã số 5. Alo, gì vậy nghe hả? Không chị, em dời địa chỉ qua cái mạng tháng 8 rồi chị, em không có còn ở bên đó nữa. Là sao chị? Chị ở đâu? Chị ở Bệnh viện Hoàng Mỹ thì chị mua em gửi bên bưu tá họ sẽ giao nha. Chứ, tại vì em dời qua bên cái mạng tháng 8 rồi. Giao vậy khi nào mới có hả? Thì cái đó thì chị, ví dụ như chị muốn nhanh á thì chị trả tiền ship cao tí xíu, còn bình thường nếu như mà em gửi là em gửi qua bưu điện chị thì thường ngày hôm trước hôm sau thì bưu tá sẽ họ đi giao. Đúng rồi chị. Dạ dạ dạ. Mã 4 em chốt cho chế Trinh Hồ, mã 5 em chốt cho chế Thùy Linh.
Rồi em mặc 95.000 một bộ nha cả nhà ơi. Có ẩn bình luận thì mấy chị đẹp nhà em thông cảm nha. Tại vì cái phần mềm nó đang bị lỗi rồi em không có vô bình luận em coi được. Rồi, được rồi. Lên đi, lên đi. Mã M5 em chốt cho chị Thùy Linh nè, M4 cho chế Trinh Hồ nè, M2 cho chế Lệ Trường Lê nè. Chị Khánh Trung ơi, quần áo dài là quần giả váy mà chị. Bây giờ sao mà chị nói hơi rộng, em cho chị đổi được quần giả váy mà. Mấy chị hiểu cái từ là quần giả váy không ạ? Mã M3 cho chị Nguyễn Liên. Mã M1 em đang mặc chốt cho chị Nguyễn Thị Thùy Linh. Quần áo dài là em đã có nói với cái chị đẹp nhà em rồi, là quần giả váy. Khi mà mình mặc cái là mặc cái quần giả váy là cái ống nó bự ha, em có nói với mình rồi. Bây giờ mấy chị mua cái quần giả váy mà về mấy chị nói nó rộng thì em cũng không biết giải quyết cho chị mấy chị làm sao nữa. Mã M3 chị Nguyễn Liên hả? Mã M3 chị Nguyễn Liên có view chưa chị? Có rồi nha chị Nguyễn Liên ơi. Đó là những cái trường hợp đó là em không có hỗ trợ cho cái chị được nha cái chị ơi. Còn cái chị thích nhỏ hơn thì cái chị cứ đem ra ngoài tiệm, mấy chị kêu mấy thợ đó người ta may nhỏ lại. Tại vì hàng là em may 4 mảnh nha. Mã M1 em chốt cho chị Trần Thu Hằng. Không chị. Chốt em mã này là mã M5 nha các chị ơi, mã M5 nha. Rồi chốt em cái này là mã M6. M6 là mã đỏ giúp em. Chốt em mã M6 nha mấy chị ơi, mã M6. Mã M6 là màu đỏ nha các chị, mã M6. Vải mango nha chị Hoa Thị Kim Đỗ ơi. 75kg bộ này không vừa chứ ơi. 75kg em hết size rồi. Hình như không có còn bộ này size 6. Mã M5 em chốt cho chị Trần Thu Hằng. Chị Trần Thu Hằng có rồi nha chị ơi. Mã M5 chị có rồi đó. Hồi nãy chị chưa có, nãy chị màu vàng hồi chưa có. Ủa? Chưa, hồi nãy màu vàng. Em thấy chị có mã cam 65kg rồi nè, là mã M5 đó chị. Chưa lấy. Ủa chưa có hả? Mới có màu vàng 65kg nè. Ok, M5 cho chế Trần Thu Hằng. Ok, chế Trần Thu Hằng. Rồi lên giúp em cái này là mã M7 nha chứ. M7. M7 đó chị ơi, M7. M7 nha, M7 là pizza rất là đẹp luôn nè, pizza. Quần chín tốt giúp em nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Size 63, 62, 63kg đến 70kg chị đẹp nha, em mặc vừa. Không vừa nha chị Hậu Hồng ơi. Với lại là chị có một đơn hàng ở bên em mà chị muốn mua lại thì chị chuyển khoản, đồng ý chuyển khoản đơn hàng 100% thì em nhận đơn lại ha. Còn nếu không em không có nhận đơn. Lên giúp em mã này là mã M7 nha các chị, mã M7. Chốt em mã M7 là pizza ha. Rồi lên giúp em cái này là mã M8 nha các chị, mã M8. Rất là đẹp luôn, M8 nha. Hiện tại là em chỉ còn size số 5 cho các chị là nhiều nha các chị. Mã M8 95.000 một bộ chị. Giải mango này là em bao đẹp cho mấy chị luôn. Hàng nó như hàng xuất vậy đó mấy chị, rất là đẹp ha. Chốt em mã này là mã M8 nha các chị, mã M8. M8 là bông này là 95.000 một bộ. Size 62 63kg đổ lên. 70-71kg đổ về. Chú em mã M8 rồi lên giúp em cái này là mã M9 nha chị. M9 em còn 9.3 là 60kg trở lại mặt vừa, và 9.5 là cho cái chị 70kg. Lên giúp em cái này là mã số 9 nha, 9.3 và 9.5. Rồi dập ly em hết hàng rồi chị. Chưa em like hết rồi.
Rồi lên giúp em bộ này là mã số 10. Cho em mã số 10, 10.3. Ê bộ này bộ lỡ đó chị. Bộ lỡ, lỡ là 80.000. Lên giúp em là 80. 80M10, 80M10. Cho em 80M10. Rồi 80M11, 60kg trở lại mặt dừa. Rồi chị ấy đi, chị lấy giùm em đi. Alo, dì Diệu nghe. Chị muốn mua cái gì chị ơi? Mua đồ bộ chị muốn gì chị nhắn qua Zalo giùm em đi. Em đang like chứ gọi hoài em không có like được á chị nha. Có gì chụp hình gửi qua Zalo giùm em đi. À, em thì em bán đồ bộ là đúng rồi. Bây giờ em không có gửi liền được chị ơi. Dạ, rồi. 10.3 em chốt cho chị Quỳnh Lan. 80.000 nha các chị ơi. Rồi cái này lên giúp giùm em là 10 à, mã 11 nha, mã 11 size số 3 giúp em luôn 80.000, lên giúp em mã 11. Rồi chốt em bộ này là mã 12. Chốt em mã 12 đi các chị, mã 12. Lên giúp em là 12.3 nha, 12.3 các chị. Bộ lửng luôn 80.000 luôn, mấy bộ caro này đẹp quá. Giải nó rất là đẹp luôn á các chị, giải dày dặn đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là mã 12 nha, 12.3 80.000, lên giúp em 12.3 quần lỡ. Cái này em 1m58 là em mặc qua gối đó các chị. Lên giúp em 13.5. 13.5 giúp em nha cả nhà, 13.5 65 70kg. 62 63kg trở lại các chị mặc cái giải này đẹp dữ vậy ta. Mấy cái giải caro nó đẹp. Mười mấy rồi chứ? 13, 13.5, 80.000 luôn nha cả nhà, 13.5. Rồi lên giúp em 14.4 cái chị, 65kg trở lại mặt dừa, 14.4. Quần chính tốt nha, 95.000. Quần chính tốt thì 95.000, còn quần lỡ thì 80. Rồi lên giúp giùm em là 14.5 cái chị. Chốt em 14.5. Ủa 14.4 chứ em xin lỗi, bộ đó 14.4 cả nhà. 14.4 60 đến 65kg. Mười bốn chấm bốn chứ Ngọc Trân ơi, em đọc lộn á chị, bộ đó 14.4 chứ không phải là 14.5. 14.4 là 65kg trở lại á chị. Rồi lên giúp em là 15.4. Ok chứ Ngọc Trân, 14.4. 15.4 giúp em luôn cả nhà, 15.4 65kg trở lại mặt dừa. 15.4 65kg trở lại mặt dừa luôn, 15.4 giúp em ạ. Đẹp lắm cả nhà ơi, giải đẹp lắm. 15.4. Rồi 16.3. 60kg trở lại mặt dừa, 16.3. 16.3, quần chính tóc luôn nha. 60kg trở lại mặt dừa, lên giúp em 16.3, 15.4 cho chị Ngọc Trân. 17.5. 17.5 70kg trở lại mặt dừa, chốt em 17.5 95.000 bộ nha chị. 17.5 em còn được một ít nữa em hết rồi. Bữa nay em về được 200 mấy bộ mà em bán gần hết rồi, mấy chị tranh thủ cái chị mua đi. Vậy cái này mặc hè, mặc này kia đồ mặc bền mà mát lắm mấy chị. 16.3 em chốt cho chị Nguyễn Liên. Ủa, 16.3 cho chị Nguyễn Liên. 17.5. 17.5 cho chị Trang Phạm. Mười sáu chấm ba với 17.5 em hết rồi chứ. Rồi 18.4, 65kg trở lại mặt dừa. 18.4 cả nhà, 18.4 65kg trở lại mặt dừa. Chốt em 18.4. 18.4 65kg trở lại mặt dừa, lên giúp em 18.4.
18.4 65 kg trở lại mặt dừa. Chốt em 18.4 cả nhà. Bây giờ chị kêu em bút ráp da qua ngoài bệnh viện Hoàng Mỹ cho chị. Giờ mà ngồi lo mà ngồi bút ráp. Bán cái gì? Đồ không biết đồ gì. Gắt gì mà gắt dữ. 19.4 cả nhà ơi. 19.4 60 đến 65 kg mặt dừa 19.4. 19.4 65 kg trở lại mặt dừa lên giúp em 19.4. Giờ bút chép ai đây mình ngồi tạo đơn. Lên giúp giùm em là 20.4. Ê, em còn size 4 cũng kha khá cho mấy chị nào, mấy chị chốt đi rất là đẹp luôn. 20.4 cả nhà ơi, 20.4 65 kg trở lại mặt dừa lên giúp em 20.4. 20.4 giúp em ha, 20.4 65 kg trở lại mặt dừa 20.4. Rồi chốt em là 21.3 60 kg trở lại mặt dừa. Cuối cùng hồi chiều chị này xả luôn hả chị? Bộ này chị chốt rồi nè. Khách hỏi quá trời, cuối cùng chốt cho chị đó xả. Rồi không bắt máy đúng không? Thấy 21.3 cả nhà. Đơn của chị Nguyễn Thị Thị Linh. Chị nó đi đơn luôn khỏi gọi chị. Ok chứ Thị Linh. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị ơi, 21.3 60 kg trở lại mặt dừa. Giúp em 21.3. Bộ này nó có tay búp nha mấy chị. Rồi bộ cuối cùng 22.5 cả nhà ơi, 70 kg trở lại mặt dừa. 22.5 70 kg trở lại mặt dừa lên giúp em là 22.5. 22.5 70 kg trở lại mặt dừa 22.5. Nha các chị ơi, 22.5. Rồi em hết rồi. Phải biết rồi đó là chị. Mấy bộ này đẹp nè, chế nào size 3 lấy bộ này nè, 22.5 cho chế Trang Phạm. Em lên lại mấy bộ đầu cho mấy chị xem nha, cái bộ này vải đẹp lắm nè các chị, mà cái kiểu nó cũng đẹp nữa, chị không chốt đi. Cái kiểu nó phối ren cũng rất là đẹp ha. Cái ren của nó mềm lắm, ren của nó là ren xịn luôn đó. Vải rất là đẹp. Em còn một bộ size 3 với lại là một bộ size 5. Chốt em bộ này là mã số 9, 9.3 là 60 kg trở lại mặt dừa và 9.5. Là cho các chị đẹp nhà em 70 kg trở lại mặt dừa 95.000 một bộ nha chị. Yeah. 9.3 em chốt cho chế Hồng Cúc Phan. Rồi em còn một bộ 9.5 cả nha. Chứ em mã số 8 rất là đẹp luôn nè. Em còn 8.5 không à. Nhìn bông nè mấy chị. Mang gò mà mấy cái bông nhí này mặc dễ thương. Lên giúp giùm em là 9.5 ha, 9.5. Ủa anh 8.5 em xin lỗi. 8.5 mang gò 9 tóc. 95.000 một bộ, lên giúp em là 8.5. Rồi, đa phần là còn size số 5 không à nha. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 4 nha các chị ơi, 4.5 luôn bộ bi. Bi thì em đang mặc là bi vàng, cái này là bi xanh. Bi xanh nhạt, bi đen, bi hồng, bi cam, bi đỏ. Rồi bi da. Đó, toàn size 5 toàn bộ nha, size 5 toàn bộ. Đợt này em về size 5 nhiều, tại size 3, size 4 đợt rồi về rồi nó hết rồi. Rồi bi da ha, bi da. Bi này các chị rất là dễ mặc nè. Bi lớn tuổi hay trẻ gì các chị mặc cũng ok. Chớ em bi đỏ. Lấy cái mango chị mang người dài mà đứng đá. Rồi bi cam ha, chế nào lấy bi nào thì lên bi đó. Bi cam. Size 5 là tầm khoảng 63 kg chị, 62 63 kg đến 70 kg mặc vừa, 70 71 kg mặc được. Còn cái bi ngọc nữa. Rồi giúp em cái này là bi hồng. Bi đen. Bi đen, bi đen. Rồi bi xanh nhạt ha. Cái này là bi xanh nhạt. Giải rất là mướt luôn, bi xanh nhạt. Rồi cuối cùng á là bi ngọc.
Chốt em bi ngọc nha cả nhà, bi ngọc. Em đang mặc là bi vàng. Em mặc là rộng nha. Hai bộ này để em mặc luôn đi chứ. Hai bộ này là giá bữa chốt hết rồi. Em còn hai bộ này nha các chị. Bi cam 65kg cho chị Thúy Hằng. Bi xanh nhạt cho chế Trần Thu Hằng. Chị nào 60kg trở lại chốt hai bộ này, em chốt hai bộ này cho các chị giá 150 nha. Em ưu tiên lấy hai bộ nha, một bộ em không có chốt nha mấy chị. Tại cái bộ này em bán rồi mà chị nào khách xả, chị khách nào xả ra nè. Bởi em sale 80-85 nghìn. 150 hai bộ size 60kg trở lại mặc vừa. Bộ này là siêu đẹp luôn. Em chừa mấy bộ rồi em mặc. Bộ này là size 2XL, em mặc rộng em mới không chốt nè. Em không chừa lại chứ thôi, XL là em chừa lại luôn rồi. Hai bộ ưu tiên cho chị nào chốt hai bộ lên giúp em mã 150. Rất là đẹp ha, hai bộ. Chốt cho chị Nguyễn Hưng, ok chứ Nguyễn Hưng. Chị Nguyễn Hưng hai bộ này hả chị, 60kg trở lại mặc vừa giải siêu đẹp luôn, mất được à. 150 hai bộ cho chị Nguyễn Hưng là em hết. Rồi bây giờ em còn cái bộ này, còn nhiêu đây hả chị đi. Rồi còn bao nhiêu đây em xả cho cái chị đẹp nhà em luôn, đa phần là size 3 ha. Chị nào mà size 56-57kg trở lại thì chốt. Đa phần cái này nó là sẽ là size 3 nha mấy chị. Cái này hôm bữa là em đã sale cho cái chị rồi. Bộ này giá em nhập vô là giá nó đã 90 mấy rồi mấy chị. 90 mấy rồi ha. Mà cái này em sale xả để cho hết cái lô này luôn. Với lại là nó còn size nhỏ không à. Size này là đa phần sẽ là còn size 3 là nhiều ha, 55-56kg trở lại nè. Em sale bộ này cho cái chị giá 75 ngàn. Hôm bữa là bán 85 rồi, mới hôm qua em kia gì đó em bán 85 đó. Hôm nay em sale cho mấy chị 75 luôn. Em sale hết luôn ha mấy chị. Cái này là 55-56kg trở lại thì các chị mặc ok ha. Cao 1m55 trở lên. Mang gồ, quần dài. Bi xanh nhạt size số 5 cho chế Thu Đòn. Mang gồ đùi em hết trơn rồi chế em. Mang gồ đùi đợt này em chưa có hàng lại. Em đang tìm cái mang gồ đùi dập ly cho mấy chị đó. Em đang tìm mang gồ đùi dập ly để có hàng nào giá mềm mềm thôi em lấy về. Tại vì thường đùi là giá nó tầm khoảng 60-70 là bán cho mấy chị mới được. Giá bán lẻ tầm khoảng giá 70 trở xuống là 70 hoặc 75 thôi. Cao quá mình mua cũng ngán. Nên là để em săn hàng mang gồ tiếp cho mấy chị. Rồi lên giúp em bộ này đi cả nhà. Chốt em bộ này là mã số 1 ha. Em sale cho mấy chị giá chỉ còn có 75 ngàn thôi, rất là đẹp luôn. Thun đùi hả, thun đùi mà hai bộ 85 ngàn thì em còn nha chị ơi. Cái combo mà hai bộ 85 ngàn thì còn. Rồi chốt em bộ này đi cả nhà. Cái chị nhìn cái form quần giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Đóng thùng luôn. Em bán cho mấy chị giá chỉ có 75 ngàn bộ thôi. Size 3 là 55-56kg trở lại thì cái chị mặc sẽ ok. Tay lỡ ha. Mang gồ, giải mang gồ của nhà Hiếu Hạnh rất là đẹp luôn. 75 ngàn lên giúp giùm em. Bộ này em nhập giá ra 95 rồi mấy chị. Lên giúp em là 75. Lên giúp em mã M1 nha mấy chị, 1.3. Lên giúp giùm em là 2.3. 2.3, 2.4. Em có 2.3 và 2.4. 2.3 là 55-56kg trở lại và 1.4 là 60-61kg trở lại. Lên giúp em mã số 2, 75 ngàn. Quá rẻ luôn mấy chị. Em còn tầm khoảng 30 bộ, em sale cho mấy chị hết. 2.3 và 2.4. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 3.3. 3.3, 55-56kg trở lại mặc vừa, 3.3. Chị Phan Diễm lấy mã số 1 hay gì chị ơi. Chị lấy thì lên giúp em 1.3.
cái số đầu tiên là cái mã số, cái chấm, cái số ở sau cái dấu chấm là cái size. Ví dụ như một em có 1.3 là size 3 không nha, là 55-56 kg trở lại. Mã số 2 thì em có hai size, size 3 và size 4. Cái chị mặc size 3 thì cái chị lên 2.3, mặc số 4 thì lên 2.4. Không, chị Nguyễn Hưng nha, chị muốn chuyển khoản thì chị chuyển, còn chị muốn thu cót thì em thu cót nha. Những khách mà em nhờ chuyển khoản là những cái khách đó là có đơn hàng bơm chị nha, hoặc là đơn xả ra xả vô nhiều lần, gọi không được, đơn gọi giao hàng, gọi chốt đơn khó khăn xả thường xuyên thì mới là vô danh sách cọc cạc ở ngoài, quả quên vô danh sách chuyển khoản. Còn ví dụ mấy chị mua bình thường thì em chốt cho mấy chị bình thường thu cót, còn chị nào muốn chuyển khoản thì chuyển khoản nha. 1.3 em chốt chị Phan Diễm, rồi lên giúp em bộ này là 3.3. Bông này rất là đẹp nè các chị, 3.3, 55-56 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 3.3 cả nhà, 3.3. Đa phần em còn size 3 thôi nha, 75.000. Lên giúp giùm em là 4.3. 4.3 nha cả nhà ơi, 4.3. 55-56 kg trở lại, chốt giúp giùm em là 4.3. Quá đẹp luôn, form đồ quá đẹp. 5.4. 60-61 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em là 5.4. Những bộ số 4 hiếm hoi, còn size 5 chắc em nghĩ không còn bộ nào đâu, chốt hết rồi. Lên giúp giùm em là 5.4 nha các chị, 75.000. 60-61 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là 5.4. Chốt em 5.4, 75.000 bộ. 5.4. 5.4 nha các chị ơi, 5.4. Không, bộ này em có size 3 không hả chị? Rồi lên giúp giùm em bộ này là 6.3. 6.3 các chị, 6.3. 55-56 kg trở lại mặt dừa, 6.3. Chốt em 6.3, chợ vải nó đẹp nè mấy chị. Vải nó chịu luôn. 6.3 giúp em ha, 6.3. 55-56 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em là 6.3. 7.3. Rồi lên giúp em bộ này là 7.3. 7.3, 55-56 kg trở lại mặt dừa, chốt em 7.3. 75.000, mang gồ giúp em rất là đẹp. Nhìn cái lưng quần nè mấy chị, lưng bản to cho mấy chị co giãn thoải mái. Lên giúp em bộ này 6.3 cho chị Phan Diễm, 75.000 một bộ nha chị Đồng Lợi. Còn chị nào thích mặc quần chín tấc thì về cắt lên, mang gồ này cắt dễ mà, thích ngắn ngắn thì cắt lên chín tấc mặc cũng được. Chốt em bộ này 10 mã số 8. 7.3 cho chị Kim Chánh Nguyễn, lên giúp em mã số 8. Em có 8.3 và 8.4. 8.3 là 55-56 kg trở lại mặt dừa, và 8.4 là 60-61 kg trở lại. Lên giúp em mã số 8 nha nhà, mã số 8, 75.000 các chị ơi. Hôm nay là sale rất là rẻ luôn rồi đó các chị đẹp nhà, em chốt mạnh tay vô. Để dành mặt rất là mát. 8.4 em chốt cho chị Núi Mây, 75.000 sale, còn có 75.000 à. Đâu có. Nè 8 nè, 8.4 nè chứ. 8.4 cho chị Núi Mây, rồi em còn được 8.3 cả nhà ơi, 8.3, 55-56 kg trở lại mặt dừa. 8.3. Đúng rồi. Mua thêm đi chế Mi Mi ơi. Còn size 3 không mà sale mà nãy giờ còn chưa bán được nữa nè, buồn ghê luôn. Size nhỏ thường size mà còn size nhỏ em khó bán lắm. Mấy chị toàn là size, toàn là size 60 kg, 65 kg không mà mấy cái size đó em là còn em lại bán được nhiều. Còn mấy cái size mà 55 56 kg trở lại là bán chậm dữ lắm luôn. Từ 125 bán còn từ 125 bán còn có 85.000 đó là mấy em còn có 75.000 là mấy chị biết rồi đó, sale lỗ cỡ nào đó. 8.3 cho chị Hoa VT. Mấy chị đẹp nhà em mua đi, mua để dằn mặt đi mấy chị, đi biếu đi tặng gì cũng cũng được, nó hàng rất là đẹp mà rẻ nữa. Bây giờ là treo ở đây là treo hoài luôn á, sale cho nó hết, nó trống chỗ, lỗ em cũng bán luôn.
còn rất là đẹp luôn nè. Mấy chị mua đi để vài bữa người ta lựa hết cho mình lựa sau nữa, cái nó không có hàng, không có hàng đẹp. Bữa nay là cái chị size 5 là ngồi ngắm chơi thôi. Rồi mà em lên rồi mà mã số đó là mã số 10 hả? Mã số 9 hả? Mã số 9 cái bộ xanh đó là 9.3 nha các chị ơi. Rồi lên giúp giùm em là em có mã số 10 nha. Em có 10.3 và 10.4. Ủa sao nó giống cái bộ này vậy nè? Phải không? Mã chứ ai? 9.3 em chốt cho chị Kim Chánh Nguyễn. Nó bị lạc lòi á. Mã số 10 đi các chị ơi. Em có 10.3 với 10.4 nè. 10.3, 9.3 em hết rồi. Em không có size 2 chị toàn lời. Cái này em có size nhỏ nhất là size 3, 55, 56kg trở lại. Không có size 2 nha. Size 2 là nó nhỏ xíu luôn rồi. Không có bán được luôn. 55, 56kg trở lại. 10.3 em chốt cho chiếc hoa VT một bộ. Các chị chọn càng về sau nè, nó càng ít mẫu. Các chị tranh thủ đi các chị. Em sale bữa nay nữa là nó hết rồi đó. 10.4 cho chế núi mây. Xe 4 của bộ này là 60-61kg trở lại. Xe số 3 là 55-56kg trở lại. Bộ bông này đẹp nè cả nhà. Chốt em bộ này là mã 10. Em còn 10.3 nha cả nhà. Em còn 10.3 nha. Rồi 11. 11.3 em có 2 bộ. 11.3. Cái đá nó đẹp lắm mấy chị. Đá rất là đẹp luôn nè. 11.3 ha. Áo này cái chị về làm áo lẻ cũng được. Chế nào mà có thun Mỹ quần đen rồi đó, lấy mặc với cái áo này là thành bộ mới. Lên giúp em là 11.3. 11.3 em có 2 bộ. 11.3 em chốt cho chế hoa VT. 11.3. 12.3 với 12.4. Em có 12.3 với 12.4 chốt giúp em ạ. Mã số 12. Em có 12.3 với 12.4 các chị. 12.3 là 55-56kg trở lại mặt vừa và chấm 4 là cho các chị đẹp nhà em 60-61kg. Mặt size số 4 nha chị Mỹ Hạnh Quỳnh. 12.3 cho chị Hoa VT. Áo dài mã kem size số 4 là chị Nhung Sa lấy cổ tròn đó hả chị? Chứ không phải là cổ vuông đúng không? Dạ em cảm ơn chị Núi Mây à. 12.3 cho chị Đòn Lời. Ủa 12.3 mình được mấy bộ chị? Có một bộ hả? Cái đó xe 4 không hả? Rồi vậy là chị Đòn Lời không có 12.3 nha. Chị Đòn Lời không có 12.3 nha chị. 12.3 em có một bộ. Một hoặc em chốt chị chế hoa VT là em hết rồi. Chốt giúp em 13.4 cả nhà. 60-61kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 13.4. Chị Nhung Sa là cái mã đó là mã da hả chị? Áo dài mã da size số 4 nha. Cổ vuông. Cổ vuông nó cho chị để quên. Rồi lên giúp em cái này nha cả nhà ơi. Chốt em bộ này là 13.4. 60-61kg trở lại mặt vừa. 60-61kg trở lại mặt vừa, lên giúp em là 13.4. Rồi 14.3. 14.3 giúp em cả nhà. 14.3. 13.4 cho chị Núi Mây. Quần dài thì mình lên lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. 14.3 cho chị Đòn Lời. Chị có ngắn không làm cách nào cho nó dài ra được thôi, chứ dài làm cho nó ngắn dễ lắm. Đem ra tiệm đưa cho cái bà chị thợ may, chị làm cho nó ngắn lại giùm em. Lên giúp giùm em là 15.3. 13.4, 13.4 là em đọc tên của chị nào đó chị, là có chị đó thôi ha. 14.3 mấy của chị Đòn Lời chị. 13.4 là của chị.
với chị núi mây. 13.4 là của chị núi mây nha, chị Hồng Mỹ Hạnh Quỳnh không có nha chị. Ông chị size 2, size 3 thì cái chiều dài quần nó đâu có thay đổi, chỉ có cái chiều ngang thôi. Bây giờ chị mặc size số 3 vừa rồi, chị xuống size 2 rồi, chị mặc cái áo không vừa rồi sao? Lên giúp em bộ này nha cả nhà. Có nha chị Nhung Sa ơi, cổ hơi, cổ vuông là em có đó. Lên giúp em bộ này là mã số 15, cái chị 15.3 15.3, 55-56kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 15.3 15.3, 55-56kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 15.3 Rồi 16.3 giúp em luôn, 55-56kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 16.3 16.3 giúp em cái chị 16.3 15.3 cho chị đòn lời. Bộ ống rộng em hết rồi chứ. Lên giúp giùm em bộ này là 16.3 cả nhà, rất là đẹp. 16.3 cho chế mini. Rồi 17.4. Bộ này là bộ ống nhỏ hả? Không phải bộ ống rộng chứ. 17.4 cả nhà, rất là đẹp luôn. 17.4, 16.3 em hết. 16.3 cho chị mimi là em hết. 17.4, 60-61kg trở lại mặt giường. Lên giúp giùm em 17.4 17.4 cả nhà ơi, 60-61kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 17.4 nha. Đẹp quá đẹp luôn, 17.4. Chị nào size 4 tranh thủ chốt nha, size 4 còn được có vài bộ à. Quần trắng em không có ống rộng nha chị Nhung Sa, quần giả váy thì em có ống rộng nha. Còn quần trắng là quần ống rộng em chỉ còn màu đen thôi, không có có màu trắng. Lên giúp em bộ này là 18.3 cả nhà, 18.3, 55-56kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 18.3. Quần mặc với áo dài là quần giả váy nha chị, 80.000 một quần ha. Chị mua nguyên bộ thì nó là 190, cái đó là quần giả váy chứ không phải là quần ống rộng. Chốt giúp giùm em bộ này là mã số 19, 19.3. Rồi chốt em là 20.3. 20.3 rồi em hết nha cả nhà, 55-56kg trở lại mặt vừa. 18.3 em chốt cho chế mimi. 75.000 một bộ chị Diễm Quỳnh ơi, sale. Sale giá sập sàn 75.000 một bộ. 18.3 chưa chốt chứ. 18.3 cho chị Mimi cái đó size 4. Cái gì là chốt rồi. Đâu có, nãy giờ em đâu có đọc 18.3 chốt cho ai đâu. 16.3 là cho chị Mimi nè. Là 17.3. Này 18.3. Chứ nãy nhảy số, đọc nhảy số hả? Ủa vậy bộ nào? Ở chỗ là bộ này, bộ này. Bộ này là 16, bộ đó là 17.4 nha. Bộ này là 18.3 nè chứ. Này là 18.3 bộ này đúng không chị Mimi? Em đang like là 20 đúng không? 20.3. Thì bộ 18 nó nằm đâu? Ủa 18.3 là bộ nào? Hay là chị ghi lộn? Thật đó. Chị nhớ chốt rồi mẹ. Nè 18 nè. 20.3 cho chị đồng lời. 14 nè. 13 nè. 12 nè. 10 nè. Chưa, nãy giờ chưa có bộ nào. 11 nè. Nói chung là dành ra hai bộ đó lên chị lấy bộ nào. 18.3 là bộ xanh đó. Đúng rồi, chị ghi lộn. Rồi, 20.3 cho chị đòn lại. Áo dài chữ đỏ em chỉ còn size 1 thôi chị, em không còn size 2. Vậy là chị có lấy cái quần không? Nói chung là nếu mà lấy quần thì ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn nha chị Nhung Sa ơi. Nếu mà chị lấy quần thì ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn giúp em nha. Cái bộ này bộ em đang mặc còn nha chị ơi. Chị chốt là 17.4 em chốt cho chị Nhận Thiện. Chị Nhận Thiện ơi, cái bộ này em còn size 4 nè, chứ lấy luôn đi. Bộ này nãy mã số như gì chứ. Em còn 12.4 nữa nè, bộ em đang mặc còn size 3 nha chứ ơi, 55-56kg trở lại mặc vừa. Bộ này em còn size 4 nữa nè, chị lấy 2 bộ đi chị, có 150 nè. Rẻ hơn đi mua nữa.
Dạ không, đi mua một bộ. Mua một tặng một. Bằng bình thường các chị mua bộ này 150 đúng không? Bữa nay em bán 75.000. Rồi các chị lấy thêm bộ nữa. Tính tiền 150. 75.000 mấy chứ ơi, rất là rẻ luôn. Lên giúp em bộ này nha. Ủa chị đồng lời nãy giờ có một bộ một mà. Có một bộ hay gì mà của chị à, ở đâu ba bộ chứ đồng lời ơi. Em đọc có những cái là không, chị không có chốt không, được đó nha, không có được ba bộ đâu nha. Không, chỉ được ba bộ. Ba bộ hả? À rồi. Alo. Chị có gì chị gọi Facebook, chị gọi số điện thoại giùm em đi, tại vì em đang like á, chị gọi ở trên Messenger nó cứ gieo hoài. Dạ. Yeah. Nãy giờ em tắt hai lần rồi, có gì gọi giúp giùm em ha. Thì cứ đem ra đi chị rồi gọi điện thoại giùm em. Dạ dạ dạ. Bộ đang mặc size 3 em chốt cho chị Diệu Nguyễn. Ok, chế đồng lời của chế đồng lời 3 bộ. Em xác nhận lại là có đủ 3 bộ em đi đơn luôn. Bộ em mặc size số 4 hả chị? Hết rồi. Size số 4 em còn bộ này nè chị, do miền Tây quê tôi. Bộ này là hồi nãy là mã số nhiêu chị đẹp quá nè. 12 chị, 12.4, 60-61 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp em 12.4. À, không, cái này là mango Lon ơi. Bộ này là mặt mát nè Lon. Mặt không nhăn, không rút. Mà nó mát như tôm vậy đó. Mà rẻ nữa. Mua đi, bộ này mặt ok nè. Bộ này trung niên mặt ok nè. 60-61 ký trở lại mặt vừa nè cả nhà. Chị xem còn có 75.000 hả, mango mặt mát. Chốt em bộ này nha cả nhà, chốt em 12.4. Kiểu em đang mặc hết size 4 mà chị không có còn. Bộ em đang mặc size 3 cho chị Đỗ Hải. Ok chị Đỗ Hải. Bộ này nãy là mã số. Cái gì mà cái bọc, giục cái bọc rồi hả? Bộ này mã số 5, các chị lên giúp em 5.4 nè, đây size số 4 em còn được bộ này nữa nè. 5.4, 60-61 ký trở lại mặt vừa. Bộ này em nhập sỉ vô là giá nó đã 95-97 rồi mấy chị, em bán cho mấy chị là em xả lỗ đó. Còn có 75.000 nè, các chị đẹp nhà em mua đi, giải rất là đẹp nha. Mang gồ dày dặn, mướt tay không có bị khô. Mặt rất là mát. Lên giúp em bộ này là 5.4 nha, 5.4, 60-61 ký trở lại mặt vừa, 5.4. Hai chấm ba, hai chấm bốn đây. Em có 2.3 và 2.4 luôn nè các chị. 2.3, 2.4. 2.3, 2.4, 75.000. 2.3 với lại là 2.4, 75.000. Chốt với đây. Nó chung luôn hả chị? Nó chung luôn đó. 2.3, 2.4 nha cả nhà ơi. Rồi em hết rồi đó. Cho em bộ đó đi. Rồi mã số 4. Rồi mã số 4. Mã số 4 em còn 4.3 thôi các chị. 4.3. 5556 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp em 4.3. 2.4 cho chế Thanh Huy. 4.3 cả nhà ơi. 4.3. 5556 ký trở lại mặt vừa. 4.3. 4.3, 5556 ký trở lại mặt vừa, 4.3.
Rồi 11, lên giúp em bộ này mã số 11. Em còn được một bộ 11.3. Hết rồi chị Nhuận Thiện ơi, không có còn bộ nào hết trơn. Hai bộ size 4 là em dơ lên cho mình coi rồi đó. Hàng sale mấy chế ơi, hàng sale cuối cùng em xả luôn rồi. Còn mẫu nào lấy mẫu đó đi, mấy chị lựa kiểu nữa, đợi không có đâu. Chị Phạm Kim Thoa, bộ em đang mặc chốt cho chị Phạm Thị Kim Thoa là em hết. Hết rồi chế Mimi ơi, còn bộ này lên giúp em bộ này nha mấy chị. Xe 4 thun Mỹ em còn được mấy cái bộ bi á chế. Còn cọc thun Mỹ đem ra luôn đi. Chốt em bộ này là mã số 11 nha các chị, 11.3. 11.3 cả nhà ơi, 11.3. 55 56 kg trở lại mặt dừa 11.3. Bộ này mã số 10, 11.3 chốt cho chị Diệu Nguyễn. Em có 10.3, em có hai bộ 10.3. 10.3 giúp em ha, 10.3. Hết rồi chị Nhung Sa ơi. Áo dài xanh đen em hết luôn rồi chị, hết size 2 luôn rồi. Lên giúp em 11.3, 10.3 cả nhà, 10.3, 55 56 kg trở lại mặt dừa chốt em 10.3. 10.3 em còn được hai bộ. Cái này là đá nó ở trên tay nha mấy chị, đứng trên tay. 10.3 cho chị Oanh Đòn. Chốt em mã này mã số 8, 8.3. 8.3 nha các chị ơi, 55 56 kg trở lại mặt dừa chốt em 8.3. 8.3, 55 56 kg trở lại mặt dừa chốt em 8.3. Chị hai à. 8.3 cho chị Nguyễn Tiền. Nè cái bộ này bông cũng đẹp nữa nè mấy chị. Bộ này nè. 5.4 nè, size 4 em còn được 5.4 với 12.4. 5.4 với 12.4, size 4 em còn được có hai mã này thôi. Còn 2.4 thôi. 8.3, 8.3 hết rồi chứ ơi. Em còn 2.4 ha, 12.4 với lại là mã này là mã 5.4 nè anh chị. 60-61 kg trở lại mặt dừa, xe 4 còn 3 này. Rồi đó, là em hết nha, hết cái lô này rồi đó anh chị, hết lô mango rồi đó. 5.4 cho chế Phạm Kim Thoa. Dạ, đúng rồi. 5.4 là bộ đó đúng rồi anh chị. Cái quần còn trong cái bọc đó. Đó, bộ đó đó. Bộ kia là mã số 12. 5.4 cho chị Phạm Thị Kim Thoa. Rồi thun Mỹ nha. Không. À áo lẻ hả? Có á. Áo lẻ có luôn. Áo lẻ sale cho mấy chế luôn. Áo lẻ thun 75.000 cái. Hàng của An Đông mà em sale cho mấy chị còn có 75.000 hả mấy chị. Thun mặt rất là mát nha. Nhưng mà nó có một, nó có nó kiểu tính đá, nó có một vài kiểu mà chị, nó không có nhiều. Em chế mua em chơi cho lãnh cung nha. Em đưa nó vô lãnh cung nha mấy chế ơi. Em bán sale mà em bán không nổi luôn á. Rồi cái này sale chiều còn nhiêu chế, 85.000 hả? Rồi thun Mỹ sale còn có 85.000 bộ à, không mua nữa là thôi luôn nha. Em còn có mấy bộ à. Chốt em bộ này mã số 1. Quay lại giúp em mã số 1 cả nhà ơi. Thun Mỹ 85.000. Lên giúp giùm em mã M1. Em có 1.3 là 55kg trở lại mặt dừa, và 1.5 là cho các chị 65kg. Thun Mỹ giúp em nha, Thun Mỹ. Thun Mỹ là bao đẹp rồi nha mấy chị. Chốt em bộ này là mã số 1 nha, 85.000. Em có 1.3 và 1.5. Không. 1.3 nha các chị ơi, 1.3 55kg trở lại mặt dừa, 1.5 là 65kg.
Lên giúp em bộ này là mã số 26. Mã số 26, chị Nguyễn Tiền ơi, cái kiểu như em đang mặc hay là chị muốn mua trong cái kiểu nãy giờ em dơ lên đó chị, nãy giờ em dơ lên đó ha. Ví dụ như còn size 3 thì em lấy cho chị là khác bông, nhưng mà có thể là nó sẽ bị trùng kiểu. 1.3 cho chị Hoa VT, 1.5 cho chị miền Tây quê tôi. 1.3 em hết nha, 1.5 thì em còn 85.000 cho chị. 1.5 cho chế Sang Nguyễn. Rồi lên giúp em là 26.4, 55kg đến 60kg mặt dừa. 55kg đến 60kg mặt dừa. Lên giúp dùm em bộ này là 26.4. 26.4 em còn 2 bộ mango, nhưng mà cái kiểu khác nha chị. Cái giống như cái kiểu hồi nãy em mặc là đính đá một dọc xuống, đa phần là em còn đính đá một bên vậy nè. Nhưng mà cái bông khác thì chị lấy 5 bộ á, thì em lấy cho chị 5 bộ 5 bông khác nhau nhưng mà kiểu thì nó giống nhau. Chị đồng ý hoặc đồng ý thì em chốt. Chị Nguyễn Thảo em ơi, hôm qua shipper giao điện giao hàng, chị nói để chị đi ngang ghé lấy rồi hả, quên rồi có giao lấy khi em, chị vắng cái gì em không hiểu cái gì hết trơn luôn. Chị Nguyễn Thảo ơi, chị Nguyễn Thảo là hứa ghé lấy, là bây giờ chị có ghé lấy được không? Nếu mà không có ghé lấy được thì em nhờ shipper giao, tại vì chị nói chị ghé lấy nên là em đâu có kêu shipper nó giao cho chị lại cho chị. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, chốt em bộ này là mã số 26 nha, 26.4. Là cái đơn của chị hôm qua em gọi là chị nói là chị ghé bưu điện chị lấy đó đúng không? Nhưng mà chị không có ghé được đúng không? Bây giờ chị nhờ shipper giao lại cho chị hay là sao? Hay là để đó chị ghé chị lấy, để em biết em nhắn với bưu cục. Để quay qua quay lại là coi chừng cái đơn chị bị hoàn về đó nha chị. Chốt em bộ này là mã số 11. Mã số 11. Chốt em mã số 11, lên giúp em 11.3, em còn được 2 bộ, cái chị 55kg trở lại mặt dừa 85.000 bộ thun Mỹ. Lên giúp giùm em là 11.3, em còn được 2 bộ nha, 11.3. Rồi chốt em bộ này 12.5. 12.5 cái chị, 60 61kg đến 65kg mặt dừa. 11.3 cho chế Hoa VT. Bộ mango là 75.000, bộ thun Mỹ là 85.000. Lên giúp em bộ này là mã số 12, 12.5 giúp em cái chị, rất là đẹp. 11.3 em chốt cho chế Anh Đòn. Là em hết 11.3. Chốt em 12 đi cả nhà. Nhà 12.5 em còn một bộ nha, 12.5 cho chị Nguyễn Thanh. Chị Nguyễn Thanh ơi, em còn bộ này size số 5 nữa nè, chị lấy không? Lên giúp em bộ này nha các chị. Bộ này là 13.5, 60-65kg trở lại mặt dừa 13.5. Còn một bộ xanh hiếm thôi. 13.5, 12.5 hết rồi chéo Anh Đòn ơi. Cái này là mã số 1. Giống như bộ em đang mặc là mã số 1, 1.5. 1.5 em còn 2 bộ. 13.5 em chốt cho chị Phương Uyên. Ok chị Nguyễn Thảo, 13.5 em hết rồi. Lấy cho cô Nguyễn Thanh một bộ 1.5 nha cô Nguyễn Thanh. Bộ này nha cô. Còn cái bộ xanh hết rồi. Bộ xanh là 13.5 con hết rồi. Con còn một bộ 1.5 là giống như bộ con đang mặc á. Cô ok không? Rồi một bộ cuối cùng size số 6 đó chị. Còn một bộ size số 6 duy nhất. 85.000. Size số 7. 73-74kg. 73-74kg ha, đến 77-78kg mặt giường. Dạ ok cô Nguyễn Thanh. Cô Nguyễn Thanh mua đồ dễ thương lắm. Chị soạn giùm em cái bộ mango đó, coi được mấy bộ size 3 vậy chị đi. Size 4 em còn được có mã bi không hả chị ơi?
Chốt em bộ này mã số 7 cái chị. Bộ này chị nào size lớn chốt ha. 73 74 kg đến 77 78 kg mặc vừa. 13.5 là chị Phương Uyên không có là sao? 13.5 là hồi nãy chốt cho chị Phương Uyên có chị 13.5 chị có nha. Rồi bộ này size 7 nè mấy chị, bộ này size 7 nè. 73 74 kg đến 77 78 kg mặc vừa lên giúp em. Chị lấy mỗi bông bộ nó vừa. Cho chế, đúng rồi chị. Size số 7 cho chế hoa VT. Ok, chế hoa VT. Đó, để còn rồi chứ. 3 bộ. Được 3 bộ. Còn có 3 bộ à. Size 3 em còn có 3 bộ hả chị Nguyễn Tiền ơi, cái bộ mango hồi nãy á, size 3 em còn được có 3 bộ. Rồi cho em bộ thun xốp luôn đi chứ. Chị hãy hai cục đó ra cho em đi. Cái bộ này đẹp nè, cái bộ này mặc mát lắm nè. Áo bà ba em còn nhưng mà tối nay không có lên áo bà ba chứ. Em còn được 3 bộ này nè chị Nguyễn Tiền, em dơ lên cho chị coi. Một bộ nha chế. Nó cùng một kiểu, nó khác màu. 75 ngàn. Số 2, đây 2 bộ. Chế. 3 bộ nha. Đó, còn 3 bộ 3 bông này thôi. Nó cùng một kiểu, nó chỉ khác bông thôi nha chị. Chế đẹp xuống, chế đẹp nhận rồi, hàng giùm em chế đẹp. Quên. Ông kêu cái muốn bành cái muốn xẻn rồi. Rồi. Từ từ. Trời đất ơi sao không gọi điện mà dỗ cái cửa. Xuống liền, xuống liền. Em chào chị Minh Thùy. Rồi tiếp tục nha cả nhà. À, cái bộ này em còn bộ size 5 nữa nè, 60 đến 65 kg bộ bi xanh nè mấy chị. Bi xanh này em còn được bộ size 5 là 60 đến 65 kg mặc vừa. Chốt giúp em đi cả nhà. Cái này mặc đẹp lắm nè các chị. Cái này nó có cái cổ cho mình đó nè. 75.000 bộ nha. Về cái chị thích thì cái chị lấy quần đen, cái chị tách ra cái chị mặc cũng ok. 60-65kg lên giúp em bộ bi xanh. Bi xanh cho chế miền Tây quê tôi. Rồi bộ xốp đi các chị, bộ xốp 90.000. Tớp em còn được có màu vàng không à? Hai bộ màu vàng mặt rất là trắng da. Hai bộ vàng mặt rất là trắng da. Hai bộ xốp 60 đến 65 kg. 65, nói chung là 65 kg trở lại là ok nha mấy chị. Đẹp lắm nha các chị, và xốp này đẹp lắm nha. 90.000 lên giúp giùm em là vàng nhạt, em có hai bộ. 90 vàng nhạt cả nhà ơi. 90 vàng nhạt giúp em cả nhà ơi, 90 vàng nhạt. 90.000 nha. Quả xốp em xem cho mấy chị 90 vàng nhạt. Được rất là cũ, nó về để ngoài không sợ mất hả? Tính là đi giao mà đọc mình vậy. Nhà bữa chú qua chú đu mà gớt cái cửa mà mất đền đó. Không mất đền, anh mua điện hết lần rồi đó. Thật vậy anh? Rồi cái này ok rồi phải không? Không, chị chưa chốt, chưa trả lời. Cái bill tôi dục đâu rồi, nó cái bill ok tôi dục đâu rồi. Không thấy trả lời luôn hả? Dạ. Đây nè. Nguyễn Thanh, cô Nguyễn Thanh, của cô Nguyễn Thanh. Đúng rồi. Ủa đâu có. Cô Nguyễn Thanh là bộ mã này nè, 1.5 nè.
chứ không phải ok. Ờ, còn cái này là cái khác nữa. Không, 1.5 mẹ lấy rồi hay gì mà. Vàng nhạc cho chị Thanh Nguyễn. 1.5 mẹ lấy rồi hay gì mà. Rồi chị coi lại của con Nguyễn Thanh có chưa? Rồi vậy là mình lấy rồi để chị có rồi. Nè quả nãy hả? Dạ. Rồi bộ này là chất cô tông lạnh nha các chị, cô tông lạnh của Quảng Châu. Giả này mặc rất là mát luôn. Bộ này là em có size số 5 ha. Bộ này là size số 5 là cho các chị 62-63kg. 62-63kg đến 66-67kg mặc giường. 62-63kg đến 66-67kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này 90.000 luôn. Em sale cho mấy chị 90.000 luôn. Bộ này xỉ vô là giá nó đã 110 rồi mấy chị à, giống như hàng mẫu đó. Gửi về cho em mà nó có 10 bộ mà nó giá 110 rồi. Giờ phải sale lỗ xuống. Cô tông lạnh nha, mặt mát lạnh luôn. Lên giúp em mã đỏ nha các chị ơi. Mã đỏ 90.000 luôn. 62kg đến 67kg mà. 62kg đến 67kg. Lên giúp em mã đỏ. Ủa còn bộ xanh. Có 3 bộ à. 10 bộ bán 7 bộ còn 3 bộ chứ nào. Chốt luôn đi mấy chị. Xanh ngọc. Cô tông lạnh nha các chị. Mặt mát rửa luôn, không xù lông, không nhăn, không rút. Lên giúp em bộ này là 62kg đến 67kg. Lên giúp em bộ này mã xanh ngọc, 90 xanh ngọc. Rồi tiếp tục bộ này. Xanh ngọc em chốt cho chế Phan Thị Thiên Thủy. Đỏ em chốt cho chế Sang Nguyễn. Em còn một bộ. Em còn một bộ nãy là em lên mã hồng hả ta? Hồng voi. Hồng voi. Hồng voi đi mấy chế hồng voi. Còn bộ này chế đẹp nè, chốt giúp em luôn đi. Có 90.000 à. Chốt em màu hồng voi. Màu này mặt trắng trẻ nè mấy chị đẹp ơi. Chốt cô tông lạnh đẹp lắm. Mấy chị thử cái cô tông lạnh này đi. Đẹp lắm, mặt mát. Mát nhẹ nè. Em còn một bộ hồng voi thôi à. Hồng voi cho chế miền Tây quê tôi. Rồi là em hết, cảm ơn chế miền Tây quê tôi. Em còn bộ này chế nào dớt giác giùm em luôn đi mấy chế ơi, đẹp lắm luôn. Bộ sớm 90.000. 65kg trở lại mấy chị, 65kg trở lại mặt dừa. Chớ em mã này là mã vàng nhạt, 90.000 luôn, vàng nhạt. 65kg trở lại, chớ em vàng nhạt. Rồi lên cho các chị đẹp nhà em một bộ siêu phẩm. Bộ này chiều mình sale còn nhiêu chứ? 90 luôn. 85. Đây nè. Có gì? Vàng nhạc em chốt cho chị Nguyễn Bình Vương. Chị Nguyễn Bình Vương khách mới cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại với chế đẹp. Thôi tính nói chị là không mấy bộ nào lấy tặng chị hai à. Lấy tặng chị hai à. Chị hai chị á hả? Chị hai 65. Bộ đó mặc gọn người đó. Bộ đó chị hai mặc vừa, coi giãn tốt. Rồi chốt giúp em đi cả nhà. Bộ này á là chốt vải tầm ý nha các chị ơi. Tầm ý. Size số 4 thì nó cũng còn được có 3 mã đồ á chị Nguyễn Tiền. Bây giờ chị lấy 3 bộ size 3, 3 bộ size 4 thì được nha. Thì đủ 6 bộ. Chứ không có cái nào đủ 6 bộ hết á. Chốt em bộ này nha cả nhà ơi. Lên giúp giùm em bộ này nha. Bộ này là xuất sắc luôn nha các chị. Bộ này mặc rất là mát, 60kg trở lại mặc vừa. Em sale cho các chị còn 80.000 luôn ha. Lên giúp giùm em là 80 đỏ mận. 80 đỏ mận 60kg trở lại mặc vừa. Quần, quần ống rộng lên giúp giùm em là 80 đỏ mận. Chốt em 80 đỏ mận. Còn 80 đỏ cho chế Phương Viên một bộ. Đồ chính tóc em còn bi á chị. Em còn bi không à. Bi hồng, bi đen, bi vàng, bi đỏ, bi xanh. Bi da, bi cam. Còn bi không à. Đó nhất là cái chữ bi da. 80 đỏ mận cho chế kim hồng. Khác nha chị. Ba cái bông của size 4 nó khác với ba cái bông của size 3. 80 đỏ mận cho chế Nguyễn Xuân. Ok chế Nguyễn Bình Vương. Chế Nguyễn Bình Vương ơi, lên giúp giùm em số điện thoại đi chị. Mét 55 63 kg chế mặt ok rồi đó, nhưng mà chế lên giúp em số điện thoại đó.
đỏ mận cho chị Nguyễn Xuân. Em còn bộ đỏ mận nữa các chị. Rồi bộ này lên giúp em là bộ cam đi mấy chị. Cam đất. Chốt em cam đất nha các chị ơi. Cam đất em còn được một bộ. Bộ này mặc đẹp lắm cả nhà. Siêu mát luôn á. Vải tầm ý mà có lót bên trong luôn nha. Tầm ý này vải nó rất là dày đó. Chất nó lại dày dặn rồi đó. Mà nó còn lót ở bên trong cho mình nữa. Cam em chốt cho chế Phương Uyên. Bộ em mặc hả? Bộ em mặc hình như hết rồi, rồi à. Bộ em mặc hết rồi nha chế. Bộ này nè. Chốt chưa chế? Chưa. Rồi 1.3 hồi nãy chốt rồi cái nha. Nói chung cái đang mặc trên người là bán rồi đó. Mặc đang mặc ở trên người cái áo bán rồi, cái quần bán rồi luôn chế ơi. Rồi. Còn cái người để lại nữa. Chốt em bộ này là bộ xanh riêu đi cả nhà. Xanh riêu này là tay cánh tiên nha, 60kg trở lại mặc dừa. Xanh riêu 2 tầng. Bộ này mặc không mát, không lấy tiền. 80 xanh, chế Phương Uyên ơi, kiểu này chế Phương Uyên chịu không? Nó khác cái kiểu kia nha. Nhà giải thì nó gian giải, kiểu này mặc rất là mát luôn nè. 60kg trở lại luôn, lên giúp em mã này là mã xanh riêu. Chốt em xanh riêu nha. 80.000 ơi mấy chị. 80 mại vô, mạo vô. Chốt em 80 cà phê sữa. Kiểu này mặc đẹp lắm nè, cái chị chốt đi. Mặc không có bị hở đâu mấy chị, mặc mát lắm. 60kg trở lại mặc dừa lên giúp em. 80.000 cà phê sữa. 75.000 một bộ rồi chị nhân lên 6.000 rồi chị quên lên nhân lên 6 bộ rồi chị cộng giùm em 25.000 tiền phí ship coi nó nhiêu tiền chị. Lên giúp giùm em màu này là màu đỏ, màu nho chứ. Lên giúp em mã nho các chị. Cà phê sữa cho chị Nguyễn Xuân. Lên giúp em màu nho cả nhà ơi. Rồi chị Nguyễn Bình Vương không có lên số điện thoại. Em quỷ bill luôn nha chị ơi. Chế Phương Uyên ơi, chế Phương Uyên có lấy màu xanh riêu không? Chế Phương Uyên trả lời giúp em với. Tại vì em sợ chị tưởng đâu là nó cùng với cái mẫu ren á, nên là chị có lấy không lấy thì em chốt. Lên giúp em màu nho đi, màu này rất đẹp. Màu nho, màu nho. Chốt chị xanh riêu nho đi các chị đẹp nhà em ơi, nho đi ạ. À. Rồi cuối cùng là xanh đen, 80.000 quá trời rẻ luôn. Giải bao mát và bao mịn luôn nha cả nhà. Nho cho chị Nguyễn Xuân. Chị Phương Nguyên ơi, chị Phương Nguyên còn ở trên live không ạ? À? Rồi chốt giùm em màu xanh đen đi cả nhà. Xanh đen là bộ cuối cùng. Chốt em màu xanh đen. Rồi không lấy em chốt qua cho chế Nguyễn Hưng. Ok chế Nguyễn Hưng. Xanh đen 80k cho chế Kim Hồng. Em còn một bộ màu đỏ chứ đẹp nào lấy cho em luôn đi các chị. Ok chế Nguyễn Tiền. Chế Nguyễn Tiền là 3 bộ size 3 và 3 bộ size số 4. Khác bông hết đúng không chị Điệp? Em nhớ lại khác hết đúng không? Là 6 bộ. Em còn một bộ màu đỏ mận chế nào chốt giúp em luôn đi cái chị 80.000. Rồi đơn cái bộ này của chị Nguyễn Bình Vương em rút bill luôn nha chứ. Đỏ này là 60kg trở lại con chốt cho cô Nguyễn Thanh. Ba bộ số 3 là hồi nãy em dơ cho mình coi rồi đó chị. Bây giờ tới ba bộ số 4 nha. Trùng một bộ ha. Vậy là trùng một bộ là còn lại 5 bộ nha chị. Chị không muốn lấy trùng bông á thì ba bộ size số 4 và hai ở quên ba bộ size số 3 và hai bộ size số 4. Đúng rồi đó chị, nó bị trùng. Size số 4. Nha, ba bộ số 3 là hồi nãy em dơ cho mình coi rồi, còn cái này là hai bộ size 4. Chị mua về chị bán hay là chị mua về chị mặc? Vậy chị Nguyễn Tiền.
Cái này nó có một kiểu thôi nha chị, mà nó khác bông nha, nó khác bông với nó khác size nha. Em hết rồi chị Nguyễn Vân ơi, không còn bộ nào hết á chị. Đây hai bộ size 4 nha chị. Còn ba bộ size 3 là hồi nãy em dơ cho mình coi rồi đó, là của chị 5 bộ. Hết rồi chị hết. Còn mẫu gì like cho mấy chén ở đây cô thông mạnh âm ok áo dài bông riêu size số 4 mình như còn còn đúng không, size số 4 chế chấp ở góc này cổ vuông hay gì chị Nhung Sa ơi, cổ vuông đúng không? Yeah. Không chị, em còn có nhiêu đó đó chị Nguyễn Tiền ơi. Đang kiếm còn cái gì rẻ lên cho mấy chị nè, mà chưa có thấy cái gì rẻ. Còn cái bộ này, đây còn cái bộ này rẻ nè chị. Còn cái bộ lỡ thì 60kg trở lại mặt dừa nè. Mang đồ 60.000. Chị nhận hai bộ bà lai màu đẹp lắm em cảm ơn chế la, chế Loan Hồng. Chế nào chưa có bộ này chốt giúp em đi. Dạ đúng rồi, bộ bông riêu á chị. Bông riêu phối với quần màu tím á, áo. Rồi. Rồi ok, chế Nhung Sa. Dạ. Chị Nhung Sa em chốt cho chị một bộ bông riêu size số 4 nha, một cái áo dài. Chế nó vô cộng một cái quần trắng size số 3 chị. Quần giả váy nha chế Nhung Sa. Ồ, còn được bộ quần đùi, hai bộ đùi. Hai bộ đùi các chị ơi. Lấy dòng á, lấy bộ đùi á. Còn hình 5 bộ. Hai bộ đùi các chị, hai bộ đùi. Hai bộ đùi bán cho cái chị đẹp nhà em 50.000 một bộ. Đùi mang gồ 60kg trở lại mặt dừa, đùi dây áo 2 tầng. Mặt siêu mát luôn. 60kg trở lại mặt dừa ha, đùi dây em còn được 2 bộ. 50.000. Sọc 50.000 cho chế Phương Uyên một bộ. Rồi lửng. Lửng là 55.000. Đùi cho chị Núi May một bộ 60kg trở lại luôn, cái họa tiết nó giống như trang nè mấy chị, mà cái này nó là lửng nha. Lửng thì 55.000 giúp em đi. Đùi thì 50.000. Rồi đó, bán hết giá cho mấy chế luôn rồi đó. Đến giờ phút này là bán lỗ không. Ôi. Chốt em nhé chị ơi, lửng nha, chị nào lấy lửng thì nó cùng một họa tiết cái mấy chị, hàng sale là thường là lấy về nó hay vậy đó. Có nghĩa là một cái họa tiết nào đó nó sẽ rất là nhiều. Chốt giúp em bộ này nha, lên giúp em bộ này là mã số 55, 60kg trở lại mặt dừa. Cái nào lấy thì lên giúp em mã số 55. Đây em còn mấy bộ đùi này. Lửng là nó chỉ có một cái họa tiết thôi, chế Nguyễn Hưng ơi, chế lấy hai bộ là nó sẽ giống nhau đó, được không? Lửng 55 cho chị Kim Hồng một bộ. Chế Nguyễn Hưng ơi, chế lấy hai bộ là nó sẽ giống y chang nhau á, được không chị? Từ này hôm bữa là 115.000. Rồi. Bữa nay em bán cho mấy chị 50.000 một bộ thun này luôn. 50.000 bộ thun luôn nha, đùi thun. Ok, chế Nguyễn Hưng, cho chế Nguyễn Hưng hai bộ nha chị. Ok, chế Nguyễn Hưng. Bán bộ màu sáng với bộ màu tối tối cũng được chị. Thun lai dông nha, bộ này là mặt siêu đẹp luôn. Bộ này 73kg trở lại, 65kg đổ lên, 73kg đổ về. 50.000 lên giúp em là 50 nâu. 50 nâu. Sáu mươi kg cao 1m55 trở lên là vừa nha chị. Lên giúp dùm em bộ này là 50 M6 nha. Đồ đùi lai dông em bán em còn được mấy bộ nè mấy chị.
đẹp lắm luôn, khách nhà em mặc chụp hình gửi qua cho em đẹp lắm. Rồi màu tím nhạt, chốt em màu tím nhạt đi cả nhà, màu tím nhạt 50M6 cho trái kim hồng. Tím nhạt 55kg trở lại mặt dừa 50.000. 55kg trở lại mặt dừa lên giúp em màu tím nhạt. 50M6 em hết rồi chứ Hy Lệ. Chốt em tím nhạt, các chị tím nhạt. Em còn 2 bộ size số 2 55kg trở lại mặt dừa. Rồi em còn một bộ M2 là mã nâu. Nâu 2 50.000 luôn. 55kg trở lại mặt dừa lên giúp em là nâu 2. Để cái ghim vô chiếc sạc nên cho nó đủ pin. Bỏ vô hoặc đưa ngày mai đưa cho mấy bạn để mấy bạn nhớ chứ thì bỏ vô khi nó mới nhận á. Tím nhạt em chốt cho chị Thanh Nguyễn size 2 nha chị Thanh Nguyễn ơi. 55kg trở lại nha chị. Rồi còn bộ gì cho mấy chế nữa, hết đồ sale rồi đó mấy chế. Em đã sale hết trơn cái shop của em rồi. Nâu 65kg cho chị Sang Nguyễn 50.000. Lửng 55.000 cho chị Yến Phương Trần một bộ. Mỗi ngày tôi kiếm rồi cho tôi chủ xe. Lửng 55 lấy lửng này. À chị ghim xuống dưới đây. Rồi bộ này là giả váy lỡ 70.000, chất thun lai dông size số 5 cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 65 đến 70 kg, 70 71 kg, giả váy lửng cả nhà 70.000. Còn có 2 bộ thun Mỹ 65kg còn được một bộ giống như em đang mặc vậy đó chị Nguyễn Bích. Còn một bộ 1.5 chị có lấy không? Một bộ duy nhất 85.000. 85kg lấy chị Nguyễn Bích. Lấy 6. Lấy 6 lấy 6 rồi. Dạ. Cái form này nó cũng gọn nè, 65kg mà lấy 6 cũng được. Chị nào mà 70kg thì mặt nó giãn ra. Rồi đó hết rồi đó mấy chế ơi. Giờ bắt đầu sale cho mấy chế thì đã 70.000. Hết đầu sale rồi mình ốp nha mấy chế. Đây mới có 8 giờ mấy hả? Sớm thế. Giả váy lửng cho chế Sang Nguyễn một bộ. Còn hai bộ đồ chế hai đứa chế em còn combo đùi. Còn một combo đùi. Chế làm đơn làm đơn mình thích mua hết cho em đi. Này 70 lắm, 70 không? Em nhớ 70 không? Dạ. Chỉ ba bộ xe ba và một bộ xe bốn thôi. Ok chị Nguyễn Tuyền. Dạ không có chị Ngọc Lý. Áo dài bông đỏ size số 2 chị lấy cổ vuông hay là cổ tròn vậy chị Nhung Sa ơi? Chị lấy cổ vuông ha, cổ tròn chị. Áo dài bông đỏ size số 2 là chị lấy cái áo dài chất vải von lụa Nhật á đúng không? Tại vì em có hai mã bông đỏ, là một cái bông đỏ là của thun lỗ, một cái là của von lụa Nhật. À cổ vuông là của von lụa Nhật nha chị. Ok. Áo dài bông đỏ size số 2 cho chế Nhung Sa. Dạ bà ba chưa like chế Nguyễn Thảo ơi. Bà ba chưa ngày mai hay gì đấy chị, em lên bà ba cho mấy chị ha. Hết rồi hả chế? Áo dài bông đỏ size số 2 chứ coi trong cọc mẫu còn.
mẫu. Ok hơn, còn được cái chế nhung xa rồi. Bộ mango 65kg hả chị Sang Nguyễn, em còn nha. 65kg chị muốn mặc size số 4 hay là chị muốn mặc size số 5? Size 5 thun Mỹ thì còn có một bộ như em đang mặc nè chị Nguyễn Bích. Cái áo nó mà nó cái áo nó kiểu như vậy nè, còn cái quần nó là màu cam thôi. Còn có một bộ duy nhất đó, không có còn bộ nào cho chế coi nữa hết á. Chế đấy thì lên giúp em 1.5 ha, 1.5. Trời, tối nay like tới đây đi các chị anh. Tối nay like như đây. Cái đem mang gò ra giúp em cái bộ đồ đó. Mang gò mà bữa mình xe thành cái này không chưa mình bán đó cái gò đó. Giờ em lo cái hàng đẹp của em ra em sao cho mấy chế hả? Bình thường chị chốt bên em là chị chốt size số mấy chị, số 4 thì 65kg trở lại đó. Mango là 60, size 4 là 65kg trở lại. Lên bộ này đi mấy chị ơi, bộ này đẹp nè. Latin nha mấy chị, Latin, Satin gì đó. Em lại gọi nó là Latin tại vì cái chó vải này nó đẹp đó. 1.5 em chốt cho chị Nguyễn Bích. Rồi em lên bộ này cho mấy chị ha, pyjama. Hàng rất là đẹp, hàng này hôm bữa mình lấy rồi. Hàng này đẹp lắm luôn á cả nhà. 125. Em sale cho mấy chị 85.000 một bộ ha. 85.000 hàng Latin rất là đẹp luôn. Dài dài. Đây quay 2XL. 2XL. 1XL. 85.000 một bộ luôn các chị, rất là đẹp. XL là 55kg trở lại mặt vừa và 2XL là 60kg trở lại mặt vừa. Em ship nó hơi nhăn hay về cái chị giặt là nó thẳng ra nha mấy chị. Không nghĩ là chị lấy chốt áo xe 4 á chị. Bây giờ chị chốt mấy cái xe 4 với xe 3, chị chốt tùm lum xe. Một bộ mango 9 tấc xe số 4 hả chị? À, cái này để ra. Cái này xe cho mấy chị như là tự la tin này. Mango 9 tấc xe 4. Xe 4 còn mấy bộ bông á chị, mấy bộ bông bông đỏ bông này kia rồi tôi còn 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 nè. Xe 4 còn có 2 bộ 3 bộ nè. Chị Thanh Huy ơi, xe 4 với lại chị Sang Nguyễn coi giùm em luôn nha. Không có bộ, không không có bộ hộp à. Bộ hộp à là cái bộ 75.000 hả chị? Ok, 75.000 thì em chốt cho chị còn cái bộ đính đá đó đó chị. Dạ. Bộ mango đó size số 4 là chỉ có 60kg trở lại thôi nha chị. Còn mango 9 tóc á thì mới là 65kg nha. Chị mặc vừa không chị Thanh Huy? Dạ mấy lửng còn lấy cho em đi. Bộ đó size số 5 nha chị Phan Hoài Thương ơi. Bộ đó size 5 nha chế đẹp. Size 5 em sale còn 70.000 em còn được bộ á. Xe 5 là 65-66kg đến 70-71kg mặt vừa. Rồi ok, chế Thanh Huy, em lấy cho chị một bộ xe số 4. Bộ nào cũng được hả chị? Cô chị ấy nè, chị lấy bộ 4, chị lấy bộ nào vậy? Xe 4 lấy bộ nào? Chị Phan Hoài Thương ơi, bộ này dạ váy lửng còn một bộ duy nhất.
số 1. Mã này nè. Ở đó là mã số 1. Ông chị còn coi đông nữa. À, bán luôn đi ha. Bán luôn nha mấy chị. Này đâu rồi, cái chị kia đâu rồi, có đi chưa? Chị chưa có trả lời chứ. Là trả quần, trả quần, trả áo. Lột quần, lột áo là trả cho tôi. Trả cho tôi. Trả cái quần cho chị. Cho cái chị bộ Latin này nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Pyjama. Chú cha mã ơi. Mới nổi. Rất là đẹp, 55kg trở lại mặt dừa. 55kg trở lại mặt 1X. 60kg trở lại là mặt 2X. Bộ này em sale cho cái chị đẹp nhà em. Ok, chế Phan Hoài Thương. Mang đồ bộ đỏ còn. Là chị Diễm Trang hỏi em bộ gì vậy chị? Bộ em mặc không có size 65kg chứ ơi. Bộ này em sale cho mấy chị còn 85.000 nha. Mấy chị rất là đẹp luôn nha. Bộ này em có này. Bữa em lấy bộ này em mặc với cái đôi, em mặc với đôi dép luôn. 85.000 rất là đẹp luôn. Bộ em mặc cái chị lên giúp em mã số 1. Em có 1.1 và 1.2. Bộ này 60kg trở lại mặc dừa, lên giúp em mã số 2 cái chị. Bộ này 60kg trở lại mặc dừa, lên giúp em mã số 2. Bộ này 60kg trở lại mặc dừa ha, 85.000 lên giúp em mã số 2. Bộ em mặc là em có mã số 1. Cái chị lên giúp giùm em số ký nha mấy chị em. Mã số 1 lên số ký giúp em, mã số 2 là 60kg trở lại mặc dừa. Mã số 1 em chốt cho chế hoa VT 1XL. Bộ em mặc. Dạ, bộ em mặc. Chốt em mã số 3. Mã số 3 em có 3.1 và 3.2. 3.1 là 55kg trở lại mặt dừa và 3.2 là cho cái chị đẹp nhà em 60kg. 1.1 em chốt hết rồi chị Diệu Nguyễn ơi, 1.1 em hết rồi. Lên với em 3.1 đi chị. 2.1 cũng đẹp mà em quỳ gì mà 60kg, bộ đó 60kg chị, bộ đó nó bự. Lên giúp em bộ này là mã số 3 ha. Mã số 2 cho chị Núi Mây. Số 2 là 60kg trở lại thôi nha chị Núi Mây, 60-81kg trở lại. Chốt em bộ này là mã số 3 nha. Mã số 3, 3.1 là 55kg trở lại mặt dừa, 3.2 là cho các chị đẹp nhà em 60kg. Lên giúp em 3.1 hoặc là 3.2. Vải mức rượt rồi mấy chế lên. Dạ không vừa chị Ruby, không vừa. Chị 1m53 mà chị 62kg, chị chốt mã số 2 chị mặc được. Còn bộ em đang mặc chị mặc không vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 4. Thấy cũng không vừa hả? Không. Mã số 1 thấy cũng vừa. Dạ không. Mã số 2 nữa chị. 70kg bộ này em không có chị. Lên giúp em mã số 3. Mã số 4. Mã số 4 chứ. Em có 4.1 và 4.2. 4.1 là 55kg trở lại mặt dừa và 4.2 là cho cái chị đẹp nhà em 60kg. Lên giúp em mã số 4. Mùa này mặc cái này là mát lạnh nha mấy chế. Sale cho cái chị đẹp nhà em 85.000. Đẹp 60kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 5. Mã số 5, 60kg trở lại mặt dừa, chốt em mã số 5. Chốt em mã số 5 nha các chị, mã số 5.
đọc gì với cháu. 60kg trở lại mặt vừa lên giúp em mã số 5 đẹp quá mấy chị. Cháu em mã số 6. Ôi ơi này 65kg nè. Này 65kg trở lại mặt dừa nè. Lên giúp em bộ này là mã số 6. Mã số 6, 65kg trở lại mặt dừa các chị 85.000. Giải đẹp lắm nha cả nhà. Giải rất là đẹp. Chốt em bộ này mã số 7. 65kg trở lại mặt dừa luôn. Chốt em mã số 7. Số 6 cho chị Núi Mây. Mã số 7, 65kg trở lại mặt dừa luôn. Chọn mấy vải này về cái chị mặc là ghiền luôn. Chốt em mã số 7. 65kg trở lại mặt dừa luôn. Mã số 7. Đẹp quá. Mã số 7, 65kg trở lại mặt dừa. Mã số 7. Chốt mã số 7 đi. Chị Núi Mây với chị Thùy Linh nè. Chị nào vừa chốt đi. Mã số 7 rất là đẹp. Mã số 5 cho chị Diễm Châu. Chốt em mã số 8. 60kg trở lại mặt dừa. Hết rồi chị Nhung Sa. Nãy giờ em trả lời chị hai lần rồi. Cái mã xanh đen xe số 2 em không có còn. Nhưng mà áo xanh đen bông chân đó là hết rồi chị. 60kg trở lại mặt dừa cả nhà. Ủa bộ này chưa. 55kg em xin lỗi. 55kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 8. Mã số 8. Mã số 7 em chốt cho chị Thanh Nguyễn. Lên giúp em mã số 8 cái chị. Mã số 8, 55kg trở lại mặt dừa. Nè size nhỏ 55kg này chị Thúy Nguyễn chốt đây. Năm mươi lăm ký mà chưa chịu nhỏ nữa là mấy chế đồ size bao nhiêu ký. Rồi cái bộ này nè cái chị, nó bị vậy nè, nó bị lõi trắng trắng lên trước vậy nè, giống như nó gồng cái đường biên á. Rồi bộ này bán cho cái chị ha. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa. Bộ này 60-62kg trở lại cái chị mặc ok đó. Lên giúp em bộ này làm. Mã này là hồi nãy mình bán là 85 rồi hả chị. Rồi bộ này 75.000 ha. Em giảm cho mấy chị 10.000. Tại vì em sale là em sale lỗ rồi mấy chị. Đẹp lắm. Lên giúp em 70 ha mấy chị. Mã 70 luôn đi. Cả nhà 70.000 luôn đi. Em giảm 15.000 luôn. Nó không có ảnh hưởng gì đâu mấy chị. Đồ mình mặc cái đó cũng không có. Nó cầu kỳ lắm. Đẹp quá. Giải rất là đẹp luôn. Mã 70 em chốt cho chế kim hồng. Đẹp hả chị. Không ai để ý. Đẹp. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Em có 9.1 và 9.2. 9.1 là 55kg trở lại mặt dừa. Và 9.2 là cho cái chị đẹp nhà em 60-61kg. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Em có 9.1 và 9.2 ha. Đẹp chưa cả nhà. 9.1 với 9.2 cái quần màu cà phê sữa rất là đẹp. 9.1 là 55-56kg cái chị. 9.2 là cho cái chị đẹp nhà em 60-61kg trở lại mặt dừa. 9.1 em chốt cho chế Mimi. 9.2 cho chế Ngọc Lý. Lên giúp giùm em là mã này là 10.1. Đẹp quá như cờ báo. 10.1. Trời ơi cái này nguyên bộ luôn mấy chị. Vừa đưa mặc đồ vừa đọc báo mới chứ. 57kg trở lại mặt dừa. Là đọc cái này cái tính lớp đọc. 57kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 10.3, 10.1. 56, 57kg trở lại mặt được đúng chị. Bộ này là đẹp lắm. Không nhớ nữa chế Phan Hoài Thương nên ngày mai mấy bạn nhờ em gọi điện chốt đơn mấy bạn báo lại cho chị nha. Giờ em không nhớ rồi. Đẹp lắm chế nào mà chùm mặc dù này chốt đi. 50kg đổ lên, 56, 57kg đổ về nè. Chốt em bộ này là mã số 10 nha, mã số 10. Đẹp lắm mấy chị, màu vàng.
Chú em mã số 10 nha. Giải rất đẹp luôn, mã số 10. Mát lạnh. Mùa này mặc mấy cái này là hợp lý luôn nha mấy chế. Mã số 12. 65kg trở lại mặt dừa, cháu em mã số 12. Rồi 10 xong có 11 luôn. Bỏ 11 cho 12 luôn. 12. Mã số 10 cho cháu Hoa VT. Mã số 12 65kg trở lại mặt dừa. 12 cho cháu Thị Linh. Trời ơi, cái bộ này mới là cái bộ quyền lực này mấy chị. Nó đẹp rồi đó, mình tự cào mình bán 900.000 đó. Ôi, 210.000 người ta bán. Em bán cho mấy chị có 85.000. 210.000 là người ta bán nha. Em bán cho mấy chị 85.000. Lên giúp em mã đen đi mấy chị. Mã đen, bộ này 55-57kg. 57kg trở lại mặt dừa. 57kg 57-58kg trở lại là mặt ok. Trời ơi, cái gan của nó đẹp lắm nha. Cái gan này nó mềm lắm nha mấy chị, mặt không có sợ bị ngứa đâu. Chị Ngọc Lý hồi nãy có một bộ đó chị. Như là có hay sao nhớ nữa. Yeah. 9.2 chị có một bộ đó. Đen cho chế hoa VT. Mặt vừa đẹp mà vừa quyến rũ nha mấy chị. Đầu ngủ mấy chị mặc màu đen với màu đỏ nó quyến rũ lắm. Mã đen em hết rồi chứ. Trời ơi, nó đẹp. 55-56kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 13. 13 55-56kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 13. Em có mấy bộ mà mấy chị gần hết rồi. Mã số 13. 13 chốt cho chế Ngọc Lý. Mấy chị ơi là mấy chị ơi, 60-62kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 14. 60-62kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 14. Cả nhà 14. Chốt em mã số 14. Bộ này 65 mặt cũng được luôn mấy chị, 65kg mặt cũng được luôn. Nhưng mà chắc ăn nhất thì mấy chị 62-63kg trở lại là cái chị mặt ok nhất nha. Lên giúp em mã số 14. Chốt em bộ này mã số 15. Đẹp chưa cái chị? 62-63kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 15. Mà nó đẹp dữ vậy nè chị. 62kg trở lại mấy chị, mã số 15. 15 62kg trở lại cháu em mã số 15. Ý có này giống này chứ. Cái mấy vậy? 2 với thằng 15 em chốt cho chị Thùy Linh. Nó luôn ok. 14 cho chị Nguyễn Hưng. 15 em còn cái 15.1 nữa cái chị, 55kg trở lại mặt dừa. 15.1 55-56kg. Chị nào cao cao tí xíu 57 nha, còn không thì 55kg trở lại. Chị nào cao 1m57 trở lên là 57kg mặt dừa đó. Chị nào thấp thì là em chốt 55kg trở lại thôi nha. Chốt em mã số này, mã số 15, 15.1. 15.1 cho chế Thanh Nguyễn. Ủa chế Thanh Nguyễn là 65kg ha, hay là nhiêu ký vậy chế Thanh Nguyễn? Chị Thanh Nguyễn mặc dừa cái bộ mã số 15 này thôi chị, 55-56kg trở lại á, chế dừa không dừa thì em chốt, không thì em chốt qua chơi khách khác. Sáu mươi lăm ký mà không dừa. Chị Phan Hoài Thương là size số 3 cũng không dừa luôn. Rồi chốt cho chế Ngọc Lý. 15.1 cho chị Ngọc Lý. Mấy chị chốt ok giùm em nha, đừng có xả đơn nha.
tim cho đều. Sáu mươi sáu hai ký trở lại mặt dừa. Cái chị lên giúp em bộ này là mã số 16. Mã số 16, 60 62 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 16. Bộ này bữa nay em sale cho mấy chị còn 95.000 nha mấy chị ơi. Cái bộ này, bộ này em sale còn 95.000 nha. Cái này là bữa anh bán 125.000 mà đâu có bán ngoài nữa đâu. Yeah. Em sale cho mấy chị nha, bộ này bình thường em bán là 125 nha mấy chị. Rất là tin, rất là đẹp luôn. In hình 4D. 65 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này, lên giúp em 95 xanh biển. 95 xanh biển giúp em cả nhà ơi. 65 kg trở lại mặt dừa. Đẹp lắm nha các chị. Chớ em 95 xanh biển, em còn được có mấy bộ 65 kg nè. Chớ em 95 xanh biển em sale luôn nha. 95 xanh biển. Chớ em 95 hồng. Chớ em 95 hồng cả nhà, 95 hồng. 95 xanh biển cho chế Kim Ngọc. Đâu phải trong sớm mình đúng không? Không biết. 95 hồng nha các chị ơi, 65 kg cao 1m55 trở lên giúp em nha. Còn nhưng mà còn size nhỏ. Còn size 50 mấy ký xong rồi. Dạ. Ra tài trợ cho chế sầu riêng. 95 hồng cho chế Phan Hoài Thương. Lên cái này đi cho nó có màu sắc mới chế lên đỏ nè. Em sale cho mấy chị 95.000 luôn nha. Giờ không giờ đem ra này, này là mặc cái này là chỉ có mặc cái này thôi nha mấy chị. Mà em đi làm mà cái em sale cho mấy chị 95.000 nha. Cái này là size chung hả mấy chị, không có size. 55 kg trở lại mặt dừa, 55 kg trở lại mặt dừa các chị. Đẹp lắm. 55 kg trở lại mặt dừa, bộ này em sale cho mấy chị 95.000 nha. Chất latin chứ không phải là, nó không phải là chất chất gì quên mất tiêu rồi, thi bóng mấy chị. Latin 3D 95.000 các chị. 55 kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này là mã đỏ. Lên giúp em 95 đỏ cả nhà. Giờ là còn size 55 kg trở lại không hả mấy chị ơi. Chốt giúp giùm em là 95 xanh lá. 95 xanh lá, hai con gấu trúc rất là dễ thương. 95 xanh lá cả nhà, 95 xanh lá. Cho chị Thúy Nguyễn một bộ. Cái giải nó mướt được hả mấy chị? Bộ nào cũng được hả? Ừ. Lấy bộ nào? Bộ đỏ hả chị? À, đỏ. Dạ đúng rồi. Bà
Bà Lai Latin hả? Bà Lai Latin hồi nãy còn bộ đó chị. Mà size như nó size nhỏ á, đỏ cho chị Phạm Thúy. Dạ hết rồi mà. Dạ không có, chị Lan Thanh Phan rồi. Em chỉ có size 55kg thôi. Xanh là chị lấy xanh lá hả? Xanh gì chị? 95 xanh lá cho chị Thúy Nguyễn. Một bộ đỏ, một bộ xanh cho chị Hồng Hải. Lên với em màu này, màu cà phê sữa cả nhà, rất là đẹp. 95.000. 95 cà phê sữa, 55kg trở lại mặt dừa thôi cả nhà ơi. Bộ này 55kg trở lại. Bộ đó chị Phạm Thúy là bộ em mặc. Rồi chị Phạm Thúy, em thấy số điện thoại 55kg trở lại thôi nha cả nhà. Chị Thúy Nguyễn không có chị đâu. Nguyễn Thảo chốt bộ xanh với bộ 95 xanh là chị lấy xanh lá hay là xanh nào chị ơi? Chị bình luận em chưa hiểu. Vậy dạ chưa biết nữa nha chị Nguyễn Bích ơi. Chị Phạm Thị Hồng Hải không có đỏ nha, hết đỏ. Dạ đúng rồi, chị Lan Thanh Phan, cái đó em bán hết rồi. Khác chị kiểu khác. Ê hỏi chị lấy đỏ chị đi đâu không á, tại chị Phạm Hồng Hải chị này còn em trước rồi nè. Lên với em màu cà phê sữa đi. Cái chị đẹp. Bộ đỏ của chị nè, chị Hồng Hải ơi, bộ đỏ của chị em lấy cho chị bộ này nha, 95 cà phê sữa cho chế hoa VT. Chứ Lan Thanh Phan ơi, cái bộ hồi nãy là cái bộ em đăng like cho mình đó là hết trơn luôn rồi chị. Nó còn được có 1 2 bộ size 65kg hồi nãy em chốt là hết rồi. Chị ơi, em lấy cho chị cái hình con công nha chị, được không? Của chị Hồng Hải nè. Em lấy cho chị hình con công được không? Chị Hồng Hải mấy bộ chị? Hai bộ, bộ xanh với bộ đỏ. Mà bộ đỏ kia rớt hết rồi. Xanh biển em hết rồi, chị Nguyễn Thảo không có còn chị. Không, xanh biển 65kg chị à. Không có còn. 95 xanh biển là em hết, em có hai bộ 95 xanh biển với 95 hồng là 65kg là em hết rồi, không có còn nha. Bộ em đăng like cho mấy chị là 55kg trở lại. Rồi chị Hồng Hải không có trả lời thì em không, em chưa có chốt nha. Rồi lên giúp em màu cà phê sữa đi cả nhà. 95 cà phê sữa, 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em 95 cà phê sữa. Lên giúp giùm em 95 mèo xanh. Chốt em 95 mèo xanh. Hai con mèo, năm nay mèo mặc mèo đi mấy chế ơi. 95 mèo xanh giúp em 55kg trở lại mặt dừa nha. Chốt em 95 mèo xanh. Dạ không nha, chế Lan Thanh Phan ơi, áo khoác em cũng hết luôn rồi. 95 mèo xanh. Màu xanh thì có chị, màu xanh thì có, còn màu đỏ thì em hết. Hay là chị lấy qua đỏ mèo đi, đỏ mèo em còn được một bộ nè. Chị lấy đỏ mèo không? Xanh gấu đỏ mèo, gấu mèo. Gấu với mèo. Trời ơi, cái này đẹp quá mấy chị. Hồng voi. Lên giúp giùm em là 95 hồng voi. Không có dịch nó mới chế có chim rồi. Hồng voi đẹp quá nè, 95 hồng voi. Có chữ. Đẹp lắm mấy chị. Nói chung là cái này là cài cúc nha mấy chế. Cái này cài cúc nha mấy chế. Lên giúp em là 95 hồng voi. Bộ em đang mặc là màu đỏ là em hết rồi. Em báo với chị là cái bộ gấu đỏ là em hết rồi. Nên em mới đổi qua cho chị là cái đỏ mèo được không đó. Chị lấy hồng voi em chốt cho chị Phúc Trần. Bộ em đang mặc là 55kg trở lại thôi nha cả nhà. Còn bộ xanh gấu thì chị có nha. Bộ xanh gấu thì chị có. Giờ bộ đỏ gấu em hết rồi. Giờ còn đỏ mèo với đỏ công. Chứ chị bộ nào. Lên giúp em xanh đen. 95 xanh đen. 95 xanh đen cả nhà ơi, 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em 95 xanh đen. Bộ mèo luôn. Cái này mình mà dừa nè. 95 da cả nhà, 95 da. Cái nào cũng đẹp hết đó các chị.
95 da, giúp em 55 kg trở lại mặt dừa. Giúp em 95 da. Màu trắng là đi có đó chị. Có. Màu trắng có. Đây, một bộ màu trắng duy nhất. 55 kg trở lại mặt dừa lên giúp em 95 trắng. Đây được bộ trắng. Ờ dễ thương. Ở đây đấu nó rất là 95 trắng, có hai cái túi hai bên. Nhưng mà cái quần nó dày nha em chị, quần nó màu trắng. Quần nó màu này nè. Chị Kim Ngọc có lấy không? Chị nhận hàng rồi, đẹp lắm em, cảm ơn chị Nguyễn Thị. Áo màu trắng, cái quần nó vậy nè chị. Tại quần màu trắng thì nó mỏng lắm nha. Nếu mà cái Latin này thì cái quần màu trắng nó sẽ bị mỏng á. Đây là cái quần của nó màu này, chứ có lấy không? Lên giúp em 95 trắng. 95 trắng giúp em rồi, ok, không lấy. Không lấy chừa lại cho em đi chị. Nữa. Mùa này mặc cái đó mấy em. Rồi, cái gì có đơn. Chị Phước Trần, ok, cho em chốt cho chị Phước Trần. Chốt em bộ này nha cả nhà. Trời ơi, cái hồng này nó đẹp mấy chị ơi. Hồng đất. Chốt em 95 hồng đất. Hai bà gấu thấy cưng cho mấy chị. 95 hồng đất, 55 kg trở lại mặt dừa. Chốt em 95 hồng đất. Màu hồng đẹp lắm mấy chị, cái màu này không phải màu hồng đất, màu hồng hồng gì đó. Đẹp lắm, cái màu hồng này đẹp lắm nè. Lên giúp giùm em 95 hồng đất đi cái chị, hồng đất đi nha. Chốt em 95 hồng đất. Chốt em 95 vàng. 95 vàng. Trời ơi, nó đẹp. 95 vàng, hai bà gấu này mặt nó đỏ. 95 vàng giúp em. 95 vàng nha cả nhà, 95 vàng. Vàng em chốt cho chị Phước Trần. 95 xanh biển. Hai bà gấu ngồi ôm trái dưa hấu. 95 vàng cho chị Phạm Thúy. Ủa, hết vàng rồi. Vàng hai con gấu hết rồi. Em còn vàng hai con mèo được không? Chế Phạm Thúy. Em còn một bộ vàng hai con mèo được không chị? Em còn vàng hai con mèo nè. Được không ạ? Hay là vàng hai con gấu? Em còn vàng hai con gấu nè. Nhiều vàng lắm nè. Dạ vàng chị Trần Ân ơi, cái táo đen là 190, còn táo đỏ là 200 á chị. 190 kg, còn táo đỏ là 200. Em còn là xanh biển. Xanh biển. Gấu là em còn được xanh biển với vàng. Với xanh đen luôn. Gấu là em còn, các chị lên giúp em vàng gấu ha. Hoặc là xanh biển gấu, hoặc là xanh đen gấu. Ngon lắm, ở quên lộn. Đẹp lắm mấy chị. Chị đang hỏi đồ ăn. Xanh biển gấu em chốt cho chế Phan Hoài Thương. Cái tình liệu này nó lây lắm chứ. Chị là nhắc đồ ăn, em liệu đồ ăn luôn rồi. Táo đỏ, táo đen gì cũng ngon hết trơn á cả nhà. Cả nhà thích ăn, thích mà cái vị ngọt mà ngọt nhiều á thì cái chị lấy táo đỏ, còn cái chị thích chua chua ngọt ngọt thì cái chị lấy táo đen. Giải Latin nha chị Cát Tiên Võ ơi. Chị Phạm Cẩm, em thấy chị Phạm Cẩm. Màu đen hả? Màu xanh đen thì có chứ màu đen không có chị. Mẫu này không có màu đen. Lên giúp em màu này nha cả nhà. Latin in 3D. Hồng đất. Rồi cho chị Phước Trần bộ hồng đất. Còn chị không lấy bộ hồng nào thì ngày mai chị nói với bạn xã ra giùm em nha chị. Bộ 95.000 chị. Một bộ 95.000. Bỏ hồng voi xuống chị xã. Yeah. Bộ chim én còn không hả? Bộ chim én còn không? Còn
Ủa cái cọc chim én hồi nãy em chưa đem ra hả con? Ở đây nè. Em nhớ em đem ra rồi mà. Nhớ chị nhớ có gì. À có một bộ hai bộ chim én gì. Chim bay nè. Ôi còn sót được bộ 65kg nè các chị. Đó là bộ chim én đó. Chó em là 65. 65 chim. Ủa anh 95 chim. 95 chim đi cả nhà ơi. 65kg trở lại mặt dừa, 95 chim còn sót một bộ. Đây. 95 chim còn sót một bộ. 65kg. 55kg trở lại mặt dừa. Hay cái này dễ thương quá vậy. Con này nè mấy chị, lên giúp giùm em là 95 hoa. 95 hoa. 95 này của ai đây? 95 cho chị Thùy Linh. 95 dẹ chim cho chị Thùy Linh. Lên giúp em bộ này mã hoa đi mấy chị, cái con gì á dễ thương lắm nè. 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em 95 hoa ha. 95 hoa. Nè còn chim nữa nè. 95 hoa. Nè cái chim nó nặng đây nè chị. 95 hồng phấn. Có gì nhẹ được cho mẹ hướng dẫn chứ. 95 hồng phấn cả nhà ơi. Này 65kg trở lại mặt dừa nè cả nhà. 95 hồng phấn, 65kg trở lại mặt dừa luôn. Chốt em 95 hồng phấn. 95 hồng phấn còn xe đại. Này dừng xấu. 95 hồng phấn này là size bự á chị Mimi ơi, chị Mimi mặc à, nó sẽ hơi rộng á. Được không? Được thì em chốt cho. Ủa, chim chim hết size nhỏ rồi. Chị Mimi chốt mấy size là dễ thương mà. Cái này là gì? Cái này là Nai Hu. Thế giới động vật. Thế giới động vật mới chứ. 43kg mặt hơi rộng nha chị. Rồi chốt giúp em đi cả nhà ơi. Chốt em là 95 hồng phấn nha. Màu hồng này mặt rất là sáng và rất là đẹp nè. 65kg trở lại mặt dừa. Rồi hết rồi đó. Bây giờ còn mèo, Nai Hu gì không à mấy chị ơi. Gấu. Gấu công với mèo chó gì hết rồi chị em Hùng Tảo ơi. Đây con vịt Donan, một em vịt 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em hồng vịt đó, hai con vịt dự đà. Hồng vịt đi mấy chị ơi, vịt hồng, vịt hồng. Cái màu này đẹp lắm mấy chị, cái màu hồng này ở ngoài nó đẹp á. Chốt em vịt hồng. Rồi thôi offline ha mấy chị ơi, nhiêu đây thôi, 9 giờ mấy. Mai em kêu mai em like tiếp. Kêu mai trời mát mẻ like tiếp. Ủa, cái này bói. Rồi em offline ở đây nha các chị ơi, ngày mai vô, ngày trưa mai vô tiếp nha. Bộ vàng mèo cho chị Phạm Thúy. Đây. Vàng mèo. Không, không phải vàng mèo. Vàng mèo không phải bộ đó chứ. Vàng mèo hồi nãy có chốt cho ai chưa? Nè. Ở đó hả? Ok. Vàng mèo cho chị Phạm Thúy. Không có size của cô nha cô nghe ơi. Rồi, tối nay like tới đây thôi nha cả nhà ơi. Hẹn cả nhà mình ngày mai nha. Trưa mai em like tiếp. Hẹn cả nhà trưa mai em like tiếp ạ. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nha cả nhà. Mã M16 mà 85k là bộ gì vậy chứ?
Bây giờ là không nhớ luôn rồi chị Phạm Thúy ơi, M16 là bộ gì chị? Vậy là hết rồi chị, 85 là hết rồi đó. Hết rồi nha chị Phạm Thúy ơi, mấy cái bộ 85 là hết rồi. Rồi, em chào cả nhà mình ạ. À.